Xin chào mọi người. Thì đây là quang cảnh buổi tối mùng 9 tháng Giêng trong Tòa Thánh Tây Ninh. Rất là đông. Mọi người đi tham quan những cái gian triển lãm. Để mình vào quay cho mọi người xem. Thì hôm qua sáng mùng 8 đã khai trương những cái gian triển lãm, mình cũng đã có quay. Nhưng hôm nay để mình đi quay lại buổi tối sẽ đẹp hơn. Tối có đèn trang trí rất đẹp. Đây. Rất đông. Dâm, vũ nhạc Khmer, vũ nhạc Sa Tiên. Thì chỗ này lát nữa có biểu diễn văn nghệ. Qua đây. Kính thưa toàn thể quý vị và khách quý mến, và đêm nay cũng đã là đêm thứ hai của mùa đại lễ Vu Lan ở trên đảo mùa đại lễ Thánh Lúc Chí Tôn. Và trước thềm năm mới thì Nhã Tú xin phép được cùng với MC xin hân hoan chào đón toàn thể quý vị quan khách đang có mặt trong mùa đại lễ Thánh Lúc Chí Tôn năm 2023 tối đêm nay. Một lời chúc sức khỏe và một lời chào lớn phụ huynh đại diện là chúng ta đang nhớ giờ đã sự dân tộc đạo họ đạo sao sẽ đánh vào sườn trái đối phương. Thủy quân Đại Việt chỉ ẩn náu trên các sông khác không với sông Bánh Đặc. Sáng ngày 9 tháng 4 năm 1288, thủy quân Nguyên tiến vào sông Bạch Đằng, thấy thủy quân Việt liền đuổi đánh, xong va phải cột ngầm và bị chặn lại. Quân Đại Việt từ khắp các hướng đổ ra đánh. Đích thân Vua Trần và Trần Hưng Đạo cầm quân tham chiến. Quân Đại Việt đã bắn rất nhiều mũi tên vào quân Nguyên. Thủy triều rút làm cho số thuyền bị cọc nhọn làm vỡ càng tăng. Đến chiều, toàn bộ cánh quân thủy của quân Nguyên bị tiêu diệt. Tướng Trần là Đỗ Hành bắt được Ô Mã Nhi và Tích Lệ Cơ. Phan Tiếp bị thương, nhảy xuống nước, bị quân Trần dùng câu liêm móc lên bắt sống. Khi được đi và Lý Thư Hổ bị bắt sống, quân Nguyên bị giết rất nhiều, hơn 400 chiếc thuyền đổ vào hơn ngàn đồng. Gần như toàn bộ thủy quân đạo Lý xã Thành Bình, Thành Bắc, Thành Biên. Dưới sự lãnh đạo của Trần Hưng Đạo, quân đội Nam Trần đã bị quân Nguyên bắt sống. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
và các họ đạo tỉnh Bến Tre. Nguyễn Đình Chiểu, tự Mạnh Trạch, hiệu Trọng Phủ, Hối Trai, sinh ngày 1 tháng 7 năm 1822 tại làng Tân Thứ, huyện Bình Dương, tỉnh Gia Định. Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, ban đại diện hội thánh, các ban cai quản họ đạo, các ban nghi lễ tỉnh Kiên Giang. Rất đẹp. Quang Trung Nguyễn Huệ, họ đạo phường Long Thành Trung.
đi qua bên đây. Đi qua khu khán đài. Đây cái sân quá đông. Hầu Nguyễn Hữu Cảnh, Đồng Nai.
biểu diễn cho các bạn. Tôn chức sắc chức việc và đồng đạo hải ngoại. Phái đoàn các giáo sư đại học từ Hoa Kỳ tham quan tòa thánh Tây Ninh. Tư liệu lịch sử đại học đại đạo thời sơ khai. Tư liệu lịch sử đại đạo thời sơ khai năm 1925-1928. Để an vị thánh tượng thiên nhãn thánh thất thọ đạo Nam California, Hoa Kỳ. Hình ảnh sinh hoạt đạo sự tại tỉnh Trung Thanh Nam, Hàn Quốc. Để an vị thánh tượng thiên nhãn tỉnh Trung Thanh Nam, Hàn Quốc. Thank you.
14 tháng 4 Đinh Sửu, dương lịch là 21 đến 23 tháng 5 1937. Để an vị thánh tượng Thiên Nhãn, thánh thất họ đạo tại California, Hoa Kỳ. Họ đạo thành phố Đài Bắc tổ chức lễ thượng tượng cho gia đình đồng đạo vừa qua. Ông cơ với ông cơ
lên cầu cao. Thank you.
phải không? Cần quân tổ họ đạo khu phố Hiệp Định.
của ta ra trận đều thắng lại ông công rất đáng kể. Ngày 23 tháng 2 năm 1927, hội thánh thông báo quyết định dời nơi thờ tự Chúa Trụ Mới. Ngày 20 tháng 2 năm Nhâm Mão, tức như là ngày 23 tháng 3 năm 1927, tỉnh Tốt Cường Thái Tử Sĩ Đạt Ba
ở trường khác, gia đình cũng tạm tên dùng giải mới gọi là thánh địa. Các cơ quan khác của đạo cũng lần lượt được xây dựng tạm bằng khung tre dắt đất để có nơi làm việc và nghỉ ngơi của chức sắc. Nhờ lòng thương thầy mến đạo, anh em đoàn kết trên dưới một lòng quyết tâm xây dựng đạo nghiệp, nên không đầy 4 tháng, giữa khu rừng rậm rạp đầy đồng rừng thú dữ đã mọc lên ngôi đền thánh ngày nay rất uy nga sáng lệ, thờ đức chúa tôn cao cả, quý thai đức tin một lần mạnh thai tinh thần đoàn kết. Triển lãm hai bát cơm. Quay ghế à? Cái ghế này quay vô cái ghế á. Dạ, chào ngoài. Chào ngoài. Điều nhất tề nổi dậy tính cuộc khởi nghĩa của chúng ta. Phong trào khởi nghĩa đã nhanh chóng trở thành trong cuộc nổi dậy của toàn dân. Từ Mê Linh, nghĩa quân đánh chiếm thành Mổ Lo trở thành Lý Lô, cuộc sống của tôi đã trở thành một thế giới. Khởi nghĩa thắng lợi, tương tác được sự tôn thành sự cụ gọi là dân là một chủ trương thực tế trong gia đình phải hiếu thảo cha mẹ, đối với quốc gia dân tộc phải hết lòng trung. Trung với nghĩa là hai đức tính căn bản của con người. Đức Cổng Tử dạy nhân đạo, đạo làm thầy cho đúng phẩm con người, lấy tam can ngũ thường cao vào đức tính. Ngoài nhân đạo kể trên, con người cần phải học hiểu thêm về phần thánh đạo của Đức Cổng Tử. Tôn chỉ đạo cao đài là nguyên nguyên tam giáo nho thích đạo, ngài là đấng giáo chủ nho giáo thuộc nhị kỳ phổ độ. Đức Khổng Tử không phải là người sáng lập nho giáo mà chỉ chấn hưng nho giáo. Nhờ có Đức Khổng Tử, nho giáo trở thành một học thuyết sáng giá áp dụng rất hiệu quả trong công cuộc an dân trị nước. Do đó Đức Khổng Tử được xưng tụng Khổng Thánh Tiên Sư Hưng Nho Thành Thế Thiên Tôn. Đức Khổng Tử có công lớn nhất trong việc mở mang và phát triển đạo Nho đến mức rạng rỡ. Khi nói tới đạo Nho thì người ta cho là đạo của Khổng Tử hay gọi là Khổng Giáo. Thật ra đạo Nho có từ thời thượng cổ đã tiến triển khá dài, nhưng nhờ có Đức Khổng Tử mà đạo Nho hoàn toàn một học thuyết đầy đủ cả hai phần nhân đạo và thiên đạo, xứng đáng ngang hàng với Phật giáo và Tiên giáo. Tiểu sử Đức Khổng Tử. Vua Hồ Dương rước Đức Khổng Tử về nước giáo đạo. Đức Khổng Tử sinh ngày 27 tháng 8 năm Canh Tuất, 551 trước Tây lịch, năm thứ 21 đời vua Châu Linh Dương, làng Sơn Bình, huyện Phúc Vũ, nước Lỗ, nay là tỉnh Sơn Đông, Trung Hoa. Thân phụ là Túc Lương Mộc, mẹ là Trương Tại Hội Nghe. Hai ông bà một hôm lên núi đi câu cầu tử, sau bà hai người hỏi xin ra đi thôi. Tiếng tích của dưa hấu mai ăn tiên. Chỉ cần vợ chồng mình đoàn kết đồng lòng, rồi chúng ta sẽ không sợ chết đâu. Không có thức ăn, không có nước uống, làm sao chúng ta sống được đây? Em hãy tin anh, chúng ta có sức khỏe, có đôi tay, có trí tuệ, chúng ta sẽ sống được. Có nước ngọt rồi. Một loại hạt lạ mà ta chưa thấy bao giờ, nhưng chim ăn được, chắc chắn người ăn được. Ta cứ thử trồng xem sao. Ngày ngày mai ăn thêm hết sức.
trong bốn ngày đi lạ, không phụ lòng nơi an tâm vì đã lên lưng lẫn hai bể cá xuống. Mương Hiếu Hồng tượng quốc Trà Nguyên mà cực chi. Việt Nam mình. Nó nói Việt Nam. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.